Chào mọi người một ngày mới nữa. Bếp trai kỳ duyên của mình ngày hôm nay mình sẽ làm một món đậu hũ chiên hấp. Trước tiên đây là miếng đậu hũ. Mình sẽ chiên nguyên miếng nha mọi người. Bạn biết không, tại vì thường á thì đậu hũ chiên để mình ăn với muối tiêu rau răm đa số là người ta cắt ra, cắt miếng ra là nhiều, luộc hay hoặc là chiên cũng vậy, thường thì họ hay cắt miếng ra. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình sẽ chế một món mới nữa là mình chiên đậu hũ nguyên miếng, xong chúng ta sẽ hấp lại, hấp chứ không phải là luộc nha. Luộc là một món khác nữa, còn bây giờ là mình là đậu hũ chiên và hấp. Nó khác với đậu hũ luộc nha mọi người. Cho nên bếp trai của mình ngày hôm nay sẽ làm cái món này mình ăn với cơm cũng được, hay hoặc là chúng ta ăn có bạn bè để làm món ăn tráng miệng, đãi bạn được. Cũng ngon. Và đây là một dĩa rau răm. Mình sẽ chuẩn bị rau răm để ăn với đậu hũ hấp. Và đây là chén muối tiêu và tương ớt chúng ta chuẩn bị sẵn. Nó là một trong những món ăn chuẩn bị để cho đậu hũ hấp của mình ăn rau răm và muối tiêu chanh ớt. Món ăn mới nhưng mà sẽ rất hấp dẫn và bổ dưỡng đây. Thường thì đậu hũ người ta chiên lên là sẽ ăn hay hoặc là luộc, luộc tươi như thế này. Nhưng mà hôm nay tại sao Kỳ Duyên hướng dẫn mọi người làm một món khác hơn nữa là mình sẽ chiên rồi xong mình hấp lại nha. Nó sẽ đặc biệt ở cái chỗ là khi mình chiên lên cho nó giòn và hấp lại là nó sẽ rất là đặc biệt. Làm tăng cái khẩu vị ngon bình thường lên. Trở về đậu hũ. Ồ, đậu hũ quá ngon, da vàng rộm rất là ngon. Miếng đậu hũ thì mình chẻ ra làm đôi này, cái này là mình muốn để rằng mình ăn chiên luôn, mình không có hấp lại. Còn cái này nguyên miếng thì chúng ta hấp lại riêng sao. Bị cái nồi để hấp đậu hũ. Mình chuẩn bị sẵn cái nồi đi. Thì đậu hũ chiên của mình nó vàng rồi, chúng ta sẽ để lên bếp hấp luôn. Rồi, khi đậu hũ vàng rồi mình cho qua ở bên cái nồi hấp nha mọi người các bạn. Đây là một món đậu hũ cách làm mới của mình nữa. Chiên giòn thì ăn liền nó cũng ngon, nhưng mà khi chúng ta hấp lại thì nó cũng sẽ có một cái hương vị cũng rất là ngon và đặc biệt.
Rồi đậu hũ hấp mình đã hấp được khoảng 10 phút rồi. Mình sẽ lấy đậu hũ hấp ra. Wow, rất là ngon. Khi mà chiên rồi hấp lại miếng đậu hũ nó rất là xốp. Nó làm cho miếng đậu hũ rất là ngon tuyệt vời. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Để nguyên như thế này thì mình sẽ vẽ ra, mình lấy đũa mình vẽ ra để ăn, hoặc là mình sẽ lấy nĩa ăn. Nhìn thấy hay rất là ngon và hấp dẫn. Mình lấy nĩa mình có thể là vẽ ra. Đây là một bữa chay rất là rẻ tiền, đơn giản, dễ làm và đầy đủ dinh dưỡng. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Ăn chay để mà cho thân tâm mình nó được nhẹ nhàng thanh thản. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Gia Độ Hộ Trì Chúng Sanh A Di Đà Phật.